Chào các bạn tin nhanh 247. Truy sát kinh hoàng trong đêm, một người bị chém lìa bàn tay. Vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 40 ngày 6 tháng 3 trên đường Phạm Văn Chiêu, đoạn trước cửa hàng Thế Giới Di Động số 278 Phạm Văn Chiêu, phường 9 quận Gò Vấp. Hai thanh niên bị thương tích rất nặng gồm Bùi Hoàng Thiên Phương 17 tuổi bị đứt lìa bàn tay và Nguyễn Văn Phong 18 tuổi. Cả hai được đưa vào bệnh viện 175 cấp cứu với tình trạng nguy kịch. Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, 8 thanh niên đi trên 4 xe gắn máy chạy bạt mạng trên đường Phạm Văn Chiêu hướng từ đường Quang Trung về đền Lê Thọ. Phía sau là 4 xe gắn máy gồm 2 xe gắn máy khác đuổi theo 4 đối tượng cầm hung khí hò hét đuổi theo. Khi đến trước cửa hàng Thế Giới Di Động, nhóm 4 đối tượng đuổi kịp xe của Phương và Phong. Các đối tượng trên 2 xe gắn máy dùng hung khí chém tới tấp ngòn người Thiên và Phong, khiến hai thanh niên này ngã xuống đường. Nhiều nhân chứng tại hiện trường thuật lại, khi hai thanh niên ngã xuống, 4 đối tượng cầm hung khí vây lấy, hai thanh niên dùng hung khí loại hơn dài hơn 50cm tấn công. Thiên dùng tay đỡ bị chém đứt lìa bàn tay trái. Thấy bạn bị nhóm đối tượng chém, 6 thanh niên trong nhóm Thiên quay lại lao vào hò hét kêu cứu. 4 nhóm đối tượng vẫn hung hãn cầm dao giải cứu đám đông, chửi bới, lên xe bỏ về theo hướng đường Lê Thọ. Công an quận Gò Vấp đã nhanh chóng có mặt hiện trường sau tin báo. Tại công an đây đã phối hợp cùng với người dân đưa hai nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bàn tay đứt lìa của Thiên được úp đá vào bệnh viện. Công an quận Gò Vấp đã tiến hành phong tỏa hiện trường, lấy lời khai một số nhân chứng và trích xuất từ camera để xác định các đối tượng gây ra vụ việc trên. Người dân tường thuật lại, các đối tượng trong cả hai nhóm thanh niên đều rất trẻ, tuổi từ 25 trở xuống. Nhóm 4 đối tượng truy sát dùng dao tự chế quấn chặt vào tay. Tại hiện trường, ngoài vết máu đổ, công an quận Gò Vấp đã thu giữ được nhiều vật chứng phục vụ công tác điều tra. Cảm ơn quý vị theo dõi clip này, hẹn gặp lại ở clip kế tiếp, nhớ like, share, nhấn subscribe.